Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Rồi. Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về showbiz, đó là Trường Giang gặp sự cố bất ngờ, máu chảy đầm đìa khi diễn chung với Lâm Vĩ Dạ. Trường Giang đã nổi nóng với Lâm Vĩ Dạ, tay chảy máu đầm đìa vì tội vũ phu. Tối ngày 3 tháng 11, tập 8 của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu mùa 3 đã khiến khán giả thật sự sốc bởi màn biểu diễn nhập tâm của các diễn viên. Trong đó, đáng chú ý nhất là tiểu phẩm với sự tham gia của vai chính là Trường Giang và Lâm Vĩ Dạ. Vào vai một cặp vợ chồng đang gặp vấn đề trong hôn nhân, Trường Giang khiến người xem và các nghệ sĩ quan sát thót tim vì diễn quá thật và dẫn đến sự cố. Cụ thể là Trường Giang đã vào vai người chồng vũ phu lại hay ghen tuông, còn Lâm Vĩ Dạ đóng vai người vợ phải chịu đựng cảnh bạo hành. Sau khi tàn bữa tiệc với bạn bè, nhân vật của Trường Giang trách móc vợ từng câu từng chữ trong khi giao tiếp. Trải qua thời gian dài chịu đựng, cô vợ lên tiếng xin được giải thoát trước đề nghị ly hôn. Người chồng càng tức giận và đỉnh điểm của cơn phẫn nộ là giơ tay gạt bay ly cốc trên bàn. Và vì diễn xuất quá nhập tâm nên Trường Giang đã gạt ly rượu vỡ tan tành, các mảnh thủy tinh bắn tung té. Ngoài việc diễn Lâm Vĩ Dạ cũng bị sốc thì chính Trường Giang cũng bị thương ở tay, máu chảy đầm đìa trên sân khấu. Dù gặp tình huống ngoài kịch bản nhưng Trường Giang vẫn tiếp tục diễn, nén đau đớn. Anh biến sự cố thành cơ hội để hoàn thành tốt tiểu phẩm của mình. Nam diễn viên thậm chí còn lấy máu mình bôi lên mặt Lâm Vĩ Dạ và ảnh cưới trên tường cho vở diễn thêm kịch tính. Chương trình sự cố này, nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng lo lắng cho Trường Giang. Bên dưới kênh YouTube của chương trình, đông đảo fan hâm mộ đã để lại lời bình luận ngưỡng mộ Trường Giang vì đã không ngại đau đớn, thương tích để có được vở diễn trọn vẹn và đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, một số người cũng bày tỏ lo cho sự hy sinh nghệ thuật và bất chấp mạo hiểm của danh hài Trường Giang này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây cho chúng ta thấy là một việc diễn quá nhập tâm cho nên danh hài Trường Giang đã gặp sự cố như vậy. Nếu như sau này các chương trình mà truyền hình mà có làm á, thì hãy thay ly đó thành là ly nhựa hay là ly mũ đi. Đó, thì có gạt thì cũng khán giả biết là gạt bay, gạt đổ ly nước thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết. Đúng không các bạn? Nếu thấy video này hay và bổ ích, hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký ngay đây nè để cập nhật các tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn.